và hôm nay Long sẽ trở về một bản, đó là bản Đồng Tâm ở xã Thạch Nam, để ghi lại một số hình ảnh của ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực nơi này. Và đặc biệt hơn nữa đó là được tỉnh cũng như huyện và xã trở về tham dự và tổ chức một ngày hội đại đoàn kết trong bầu không khí rất là vui các bạn. Sau khi mình di chuyển trở về đấy thì được rất đông đảo bà con đón nhận và hợp tác để ghi lại một số hình ảnh, bởi vì ở đấy là bà con đưa lên ngoài cái những cái phong tục rất bình thường thì trở về đấy là sẽ có một cái rất đặc biệt mà từ các bản khác mình chưa thấy, đó là mở một cái gian hàng về bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Đó là gì? Đó là những chiếc váy này và những phụ kiện về trang phục của đồng bào dân tộc Thái này. Và bên cạnh đó là những món ăn của đồng bào dân tộc ở khu vực nơi này. Những món ăn đó gì? Đấy là các bạn biết nước gì không? Nếu như nhìn qua thì các bạn có thể nghĩ đó là nước mía đúng không? Nhưng thực tế không phải là nước mía đâu các bạn. Đấy là một trong những món có thể nói là uống giải nhiệt rất tốt. Đó là nước chè đấm. Nước chè đấm này được bà con đấm và đưa tới đây tạo thành một gian hàng rất phong phú. Bên cạnh nước chè đấm đó là những đun cò. Những đun cò này thì được bà con sống tại. Tỉnh chó, cũng như là trưng bày trong càng lớn được mà. Bên cạnh đó là những cái món ăn của đồng bào Thái. Những món ăn này mình đóng sẽ di chuyển sáng tuyệt đối bên này cho các bạn xem nhé. Bước lên sân khấu. Đem cò đi chị em. Mời bà con chúng ta lên luôn. Hồ Hà Văn Hồng. Đây là những cái đặc sản của đồng bào dân tộc Thái, đó là quả mặc khẹt. Những quả mặc khẹt này được làm gia vị trong nước chấm để thưởng thức một số món ăn của đồng bào, đó là như thịt lợn rang, chảo hoặc là canh bón. Đây bên cạnh đó nữa là những món luộc rất đặc biệt luôn. Còn bây giờ Long sẽ di chuyển ở lối phía đến này để ghi lại một hình ảnh của bà con nhân dân đã được tổ chức trong ngày hội đại đoàn kết ở đây các bạn. Long sẽ di chuyển ở trên này nhé. Ở đây là bà con đã được tỉnh trở về trao cho 10 xuất quà hỗ trợ cho những hộ gia đình nghèo để phát triển kinh tế. Giới thiệu kính mời đồng chí Lê Đức Cương, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, và đồng chí Nguyễn Đình Hùng, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, đến trao quà cho bà con hộ nghèo của bản Đồng Tâm. Đấy là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của bản Đồng Tâm đã được tỉnh trở về dành một số ưu ái đặc biệt nhất cho những hộ gia đình này. Đi cùng với Long là cũng có rất nhiều người để đến đấy để tác nghiệp, để ghi lại một số hình ảnh về những nét đẹp cần được quản lý và duy trì. Và như vậy là đã qua đợt 6. Xin cảm ơn bà con, xin cảm ơn đồng chí Lê Đức Cương, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng. Tiếp theo xin kính mời đại diện của cấp ủy, ban quản lý thôn bản, ban công tác mặt trận bản Đồng Tâm lên phía trước đón nhận vật quà của huyện ủy. Và bây giờ Long sẽ di chuyển ra một số khu vực khác để cho các bạn biết nhé. Kính mời đại diện bản Đồng Tâm. Xin mời ông Nguyễn Huy Tăng. Đấy, khu vực mà Long để di chuyển đó là khu vực chế biến ẩm thực. Đây. Khu vực chế biến ẩm thực này Long sẽ làm một video riêng cho tất cả các bạn biết được và khám phá về những cái văn hóa ẩm thực ở khu vực nơi này nhé. Mời các bạn đón xem video tiếp để biết thêm và những cái món ăn đặc sắc nhất về bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau khi tổ chức xong là chúng ta sẽ được thưởng thức những trò chơi dân gian đấy các bạn. Trò chơi dân gian đó là nhảy sạp này, khắc lúa câu chiếu và ném con. Đấy là gồm có hai cái con này. Rồi và bây giờ là Long sẽ xin dừng video tại đấy nhá, để Long đặc biệt ghi lại nhiều chủ hình ảnh trong ngày lễ đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin mời năm hồ nghèo của bạn có danh sách tôi nêu tên đến nhận quà.